Ôi cơ. Mày quá, yêu ơi, có bị xinh quá không vậy? Ui, thôi sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì YG Classic Album của Jisoo đến với mình rồi. Bây giờ unbox nhá. Chúng mình sẽ có một cái poster này. À, bên trong này sẽ có hai cái poster đấy. Và đây là album. Album. Bây giờ mình sẽ unbox cho mọi người coi nha. Đầu tiên. Bây giờ mình sẽ unbox cho mọi người coi nha. Đầu tiên sẽ là poster. Oh. Oh, mùi thơm quá. Oh my Jesus. Trời xinh dã man luôn ý. Oh my god. Xem từ cái một nha mọi người. Kiểu xinh thế. Oh my god. Đây. Ui, cái poster này YG làm kiểu cái chất liệu nó không phải là chất liệu của nó gọi là cực kỳ bền luôn ý, không bị dễ rách đâu. Chín chín. Ok, bây giờ sẽ là đến với album nha mọi người ơi. Ôi trời, tại vì mình đặt từ cái đợt pre-order ấy cho nên là mình thử tặng thêm card nữa. Ôi đẹp quá là đẹp luôn. Đây mình sẽ được tặng thêm card đây này mọi người, đằng sau nè. Mình sẽ mọi người cho xem, mọi người cho mọi người xem card trước nha. Hey. Oh my Lady Jisoo. À đây nha. Jisoo first single album. Oh, trùng mà. Có mỗi cái card này là khác thôi, còn hai cái này bị trùng nhau rồi nè mọi người ơi. Trùng luôn nè. Trùng nè. Mà không sao. Không sao hết, chỉ vẫn rất là đẹp. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với unboxing album nha mọi người ơi. Đẹp. Quá là đẹp luôn. Cái album vừa này trước nha. Cái siêu của nó giòn tan luôn. Cái siêu của nó giòn tan mọi người ạ. Shock. Oh my god. Đây mình sẽ cho mọi người xem gần hơn nha. Ui đẹp chưa. Oh my god, khổ ní. Me Jisoo first single album Jisoo. Và đây là đằng sau. Ok bây giờ mình sẽ mở cho mọi người coi nha. Tiếng 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 tiếng. Oh my. Ui nhìn này, vừa chữ Jisoo này khác đẹp luôn. Vậy còn cho mọi người xem nhé. Ô, đây sẽ là đĩa CD này mọi người ơi. Đây sẽ là đĩa CD Mi. Ok, tiếp theo sẽ là album Jisoo nha mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ xem photobook trước cho mọi người ơi. Ui, xinh cục luôn ý. Không sao cho mọi người xem được bây giờ nhỉ. Ui. Ui, cái bức này ngầu kinh luôn. Xinh thật ý. Cái vơ này thì kiểu sẽ ngầu ngầu một chút. Ui, ngầu chưa? Cái vơ này đúng kiểu ngầu ngầu sexy ấy. Đây, bên trong của vơ album vơ này thì sẽ có hai cái lyric paper. Ui, thanh tubling, trời ơi. Cái chất liệu làm thơm phức luôn. Trời ơi, đẹp dữ dội luôn ý. Rồi, đẹp chưa? Ui, xinh cực. Card này, Jisoo, chitty, mát. Jisoo. Oh my god, thật sự đẹp xuất sắc luôn mà. Nhận cái album này về tay thì phải gọi là đẹp mỹ mãn luôn. Mình phải công nhận là nó đẹp thật sự luôn ý.
chứ không phải là bởi vì là mình thích Blackpink mà mình khen nó đẹp đâu, vì nó đẹp thật, mọi người có thể nhìn thấy nó đẹp thật mà, đúng không? Bây giờ mình sẽ unbox đến vơ 2 nha mọi người ơi. Ui, ui, đẹp quá. Đẹp không? Thật sự luôn nhìn nhận cái album này về tay không biết khen gì ngoài từ đẹp mọi người, bởi vì nó quá là xuất sắc. Mình sẽ mở cho mọi người coi nha. Đây là album bên trong nè. Jisoo đó. Cho mọi người xem đĩa CD trước nha. Đây là đĩa CD bên trong. Đằng trong lại còn có bông hoa nữa chứ. Đáng yêu quá, xinh. Vừa này sẽ kiểu nữ tính ngọt ngào hơn. Đó. Tông màu chủ đạo là màu đỏ mọi người ạ. Rất là đẹp. Vừa này thì nữ tính và kiểu cảm giác sexy ấy mọi người. Ôi, ôi nhìn này. Oh my god, oh my. Oh my god, sexy dữ luôn ý. À, quý cô lady. Ok. Lyric paper của vô này, Jisoo và đều có từ Thanh to Blink. Rất là trân trọng fan luôn. Đây. Ui, card này xinh thật, xinh đỉnh luôn. Quý cô lady mọi người ơi, sexy. Đó, vậy là mình đã unboxing xong hai album của Jisoo rồi mọi người ơi. Mọi người thấy album nào đẹp hơn hãy cho mình biết với nha. Giờ thì bye bye.